vỏ cà nó rồi cứ sẵn đưa ở tủ. Tôi bận rứa mà hôm qua thì nấu thân cốp là máy yếu đó, điện yếu không bật được nóng lạnh, tôi nấu một ấm tắm cho cháu chuồng rồi tôi nấu một ấm. Nấu một ấm đổ phích trưa này ra viền vận nữa, còn nấu hầm nồi cá kia tôi toàn kho với cuốn là nguồn cực. Đúng rồi, mấy được mấy nồi cá hết mình cứ đưa mà tôi ba người bốn người mà cũng năm có hai bình ga, mà Tuấn mình mà Tuấn cứ năm ba bình ga. Đưa đó cho nên mà không cũng tầng nữa, bà nó cứ nấu cả nước tắm nữa, cứ năm ba bình ga, tôi có năm hai bình ga với lại không hết hai bình đó. Tôi con ngô con nghít cũng vào vườn qua được quét được cái vườn này lại mình cắm cơm nhà đi chăng. Đúng rồi, đứa nữa. Lấy bằng hết, lặt bằng sạch. À, cái hai giấy này có một cân mà nó lắm màu nhỉ? Màu trắng với màu này, cái gì cũng giống. Cái đấy là cái đằng cháu tôi muốn lấy cái hai giấy, đúng là Hà Nội viền cũng lắm màu lắm. Cái này trồng bằng kiểu bằng cái chi được, nhánh hay cái này cân? Hai giấy đó. Ừ. Nó cái cục. Thế lấy cục viền anh nhất nó trở lên rồi. Covid vẫn đỡ rồi đúng không? Mà mấy năm trước cứ từ ngày Tết đi làm biển, anh em quân trắng đi biển ăn Tết thế ra là đi, còn người đi mình thuê Buna nó đi quang hết cả làng đi nhỉ? Mà chờ mấy năm đi đến đó, chỉ thấy mấy người đúng là mấy năm trước rồi nhà mình đã có người đi mà còn thấy những buồn nhớ nhỉ? Thấy làng người ta đi mà mình thấy buồn nhớ. Đây ngảnh lên thề lấy chưa? Cái bò đi cảnh lên đưa lấy chưa? Đang tôi còn cái bò đi chưa lấy mà. Cái bò đi. Cái bò ao đó. Đi biển liền lập tức về.
tôi bị đỡ, cuộc sống thì chả ra rồi. Chết rồi. Chết bị mà không?